Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, thì buổi chiều ngày hôm nay có một số cái thông tin liên quan đến câu chuyện của Tỉnh Thất Bồng Lai, đặc biệt trong cái thời điểm mà giai đoạn có thể nói là hồi kết của Thiền Am Bầu Vũ Trụ, thì các fan của Thiền Am, đặc biệt là những người gọi là cái đa cái đề bảo vệ Thiền Am trong suốt một khoảng thời gian dài, thì ngày hôm nay họ khá là mạnh mồm. Trong đó thì có một lời phát biểu cực gọi là cực chất của cô Lan Lưu Thưa luôn. Cô Lan ngày hôm nay thì dán mạnh mồm tuyên bố rằng là nếu như mà gọi là tôi có sai phạm thì hãy bắt tôi đi, tôi sẽ đứng trước tòa hoặc là có thể vào tù để có thể nói lên những cái oan ức của mình, cũng như là của Thiền Am bên bầu vũ trụ khi bị một số các cá nhân khác vu khống nhục mạ tôi trên mạng xã hội. Thưa quý vị, thì chúng ta có thể thấy là cô Lan là một trong những người gọi là khá là lớn tuổi rồi. Chính bản thân cô Lan ngày hôm nay thì có một số những cái biệt danh như là cô Lan Lưu Thưa, Lan Hay Néo, Lan Lan Hay Lúa và vân vân, rất nhiều những cái tên khác. Cũng chính vì cái miệng của cô Lan mà ra thôi, chứ thực chất thì không có ai gọi là đả kích hay là xúc phạm cô Lan mà khiến cho gia đình con cái của cô Lan họ cảm thấy buồn phiền. Bởi vì gia đình của cô Lan là một trong những cái hộ gia đình mà có con cái cô Lan cũng làm trong gọi là bộ máy đó, cô chú anh chị. Cho nên là con cái cô Lan khuyên cô Lan rất là nhiều, đừng có tham gia vào những cái drama trên mạng xã hội, đặc biệt là câu chuyện của ông Lê Tùng Vân, đừng có bình phục chồng ấy. Nhưng cô Lan thì tỏ ra rằng là cô Lan là người lớn tuổi, làm gì thì cũng có gọi là cái đúng riêng của mình, cho nên là cô Lan tham gia bất chấp. Bên cạnh đó thì khi mà tham gia vào câu chuyện của Thiền Am thì khi mà gặp được thầy ông nội nữa, rồi được tiền nữa, thì cho nên là cô Lan càng ngày càng lún sâu, mãi cho đến ngày hôm nay thì dường như là cô Lan không có lối thoát rồi. Cô Lan ngày hôm nay lại mạnh lên tuyên bố rằng là bắt tôi thì tôi vào tù, tôi đứng trước tòa, tôi cũng sẽ kêu oan cho bản thân của mình. Không biết là cô Lan đã nhận được cái thông tin gì rồi mà lại lên trên mạng xã hội nói như vậy. Chưa có ai thông báo là sẽ bắt cô Lan cả. Về cô Lan luôn miệng nói là cô Lan nói đúng thì ai mà dám bắt cô Lan nữa, cô Lan ơi. Cho nên là chúng ta có thể thấy là với cái động thái của cô Lan ngày hôm nay đó, thì rõ ràng là có một trong những cái sự áp lực nào đó với cô Lan rồi. Có phải chăng là ông giáo đã tìm tới và mời hay là triệu tập nữa rồi, cho nên là cô Lan có cái động thái gọi là tuyên bố mạnh mồm đến như vậy, mà khẳng định rằng là tôi sẽ vào tù, nếu như vào tù hay là đứng trước tòa thì tôi cũng sẽ dõng dạc kêu oan cho Thiền Am và kêu oan cho chính bản thân cô Lan. Khá là căng thẳng, khá là mạnh nha cô chú anh chị. Bởi vì có thể nói là lý do vì sao mà cô Lan được thầy ông nội trọng dụng, cũng như là được bầu vào cái chức gọi là tổng quản ma ma, chu chi thu những cái vấn đề gọi là tiền bạc và quản lý thiền an trong cái thời điểm hiện tại, khi mà các cá nhân bên trong Thiền Am đó họ bị vướng vào lao lý rồi, như là bà Cao Thị Cúc trước đây thì giữ cái những cái tài khoản chi thu, còn bây giờ khi mà bà Cao Thị Cúc, bà Lê Thu Vân thì bệnh nặng, cho nên là cô Lan Lưu Thưa được ông Lê Tùng Vân tin cậy và tất cả những cái vật chất tinh thần rồi sinh sống của Thiền Am Bầu Vũ Trụ thì đều phải qua cô tay cô Lan quản lý. Tiền bạc cô Lan chi thu thế nào, kể cả các vấn đề mua thuốc, mua sữa dành cho thầy ông nội thì cũng phải báo cáo qua tay của cô Lan để cô Lan mà chi thu cho nó hợp lý, và thậm chí là còn phải báo cáo về cho các gọi là mạnh thường quân, họ hàng tháng họ chi tiền để mà nuôi ông Lê Tùng Vân là một vĩ nhân đối với các fan của Thiền Am Bầu Vũ Trụ, phải nuôi cho ông ấy sống, chứ bây giờ mà cứ để ông ấy thôi thớp ở trong Thiền Am Bầu Vũ Trụ như vậy thì đó khả năng Thiền Am Bầu Vũ Trụ sẽ được xóa sổ khá là sớm thôi. Thưa quý vị, thì riêng cái câu chuyện mà cô Lan ngày hôm nay mạnh mồm như vậy, chúng ta được biết là trước đây cô Lan này, đây không phải là lần đầu tiên cô Lan phát biểu mạnh mồm như vậy, thậm chí cô Lan còn xin là ở tù thai trong Lê Tùng Vân nữa kìa. Ở tù thai nè, rồi sẵn sàng là mình sẽ hiến tuổi thọ của mình cho ông Lê Tùng Vân để ông ấy được sống dài hơn một tí. Thì quý vị có thể thấy là ông Lê Tùng Vân này, ông ấy gọi là được rất nhiều những cái người phụ nữ mà sẵn sàng hiến thân, hiến xác, hiến tài sản, rồi là hiến rất nhiều thứ dành cho ông ấy một cách gọi là bất chấp. Bà Lê Thu Vân, bà Cao Thị Cúc, một số các cá nhân khác nữa
Rồi ngày hôm nay như là cô Lan, Thanh Trần thì cũng đòi hiến 2 năm tuổi thọ của mình để dành cho ông Lê Tùng Vân. Thì không biết là cái ông này có chiêu gì cực kỳ hay đến như vậy, vì có thể thấy là cái kinh siêu phàm của ông ấy thật sự là một trong cái kinh cua gái quá hay. Mặc dù là già rồi nhưng mà vẫn được những cái người phụ nữ u mê để mà có thể nói là bảo vệ một cách bất chấp như vậy, sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân ở tù thai rồi hiến cả tuổi thọ. Một cái câu chuyện mà nó khá là buồn cười đối với gọi là những cái người phụ nữ mà đã u mê ông Lê Tùng Vân đến tột độ, thưa quý vị. Không biết rằng cô Lan đã được gọi là uống máu ăn thề gì hay chưa, gọi là uống huyết thệ đó, được ông Lê Tùng Vân chấp nhận là một trong những người đồ đệ của ông ấy hay là chưa, cũng như là bị được nhồi quả giải thoát hay là chưa. Nhưng mà đối với những cái thái độ cử chỉ của cô Lan trong thời điểm hiện tại đó, đòi hỏi vào tù rồi đòi hỏi hiến tuổi thọ vân vân, thì cho chúng ta được thấy là cô này là khả năng cao là cũng được quyết thệ với thầy ông nội rồi. Cô Lan còn binh vực một cách bất chấp, mặc dù là ông Lê Tùng Vân ông ấy khẳng định là cái của ông ấy còn rất là cứng, rất là to, nhưng mà cô Lan thì nói rằng là ông đã bị tự cung rồi, từng nhìn thấy thầy ông nội cởi quần cho xem rồi là nói rằng thầy ông nội mất đi của quý rồi cho nên là không thể có cái câu chuyện gọi là loạn luân như vậy được. Như vậy thì cho chúng ta thấy là có thật sự là cô Lan này là cô ấy bình tĩnh, hay là cô ấy có biết được sự thật là ông Lê Tùng Vân lừa đảo, ông Lê Tùng Vân loạn luân hay không, mà tại sao vẫn binh như vậy. Nếu như một người phụ nữ mà lớn tuổi như vậy rồi, trải qua rất nhiều những cái gọi là cái giai đoạn là cũng như là xã hội rất là nhiều rồi, người từng trải đó các chú anh chị, như vậy thì tại sao lại có thể dễ dàng tin một cái ông gọi là lừa đảo như vậy, thưa các chú anh chị. Tin một cách bất chấp, rõ ràng những cái tình huống, những cái chi tiết cho thấy cái hành vi loạn luân lừa đảo là 100% rồi, khả năng là không thoát được cái vấn đề lừa đảo đâu các chú anh chị, nhưng mà họ vẫn bảo vệ. Thì tại sao lại như vậy? Cái thứ nhất thưa các chú anh chị, ngày hôm nay đó cô Lan đã hết đường thoát rồi. Cô Lan là lún sâu vào cái câu chuyện lừa đảo cùng với Thiền Am, bởi vì chúng ta được biết là khi một người giữ thu chi bên trong Thiền Am vũ trụ thì tiền nó được gửi về làm lóe mắt đi con người ta. Cái thứ tiền là cái thứ mà có thể nó dễ dàng mà làm con người ta gọi là thay đổi 180 độ, từ tính cách cho đến là cái tính tình của mỗi con người, cái lương tâm của một con người hoàn toàn rất là dễ thay đổi với những cái số tiền cực kỳ lớn. Chúng ta thường nghe ông bà nói đó, cái thứ gì mà không mua được bằng tiền đó thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Khi mà cô Lan đã vào bên trong câu chuyện Thiện Am, đầu tiên thì cũng có thể rằng cô Lan cũng gọi là ngộ nhận ở bên trong Thiện Am thật sự là cái nơi nuôi trẻ mồ côi. Nhưng mà sau khi vào bên trong đó rồi thì được gọi là ủng hộ tiền nhiều quá đi, cho nên là nó làm lóe mắt. Sau này cô Lan biết được sự thật thì cô Lan đã bị gọi là cùng chung với họ rồi, cùng chung một chiếc thuyền rồi, bây giờ không thể nào xuống được, leo lưng cọp rồi, xuống là chết chắc, cho nên cô Lan bây giờ phải bất chấp thôi. Ngày hôm nay tuyên bố mạnh mồm như vậy đó thì chắc hẳn rằng cô Lan đó đã nhận được cái thông tin gì đó từ phía cơ quan chức năng rồi, thậm chí là chính những người con của mình, bởi vì họ có làm trong mụ máy của nhà nước mà, cô chú anh chị, thì chắc hẳn cũng sẽ biết được chút ít cái thông tin về mẹ của mình. Cho nên cô Lan nói rồi, bây giờ cô ấy cũng lớn tuổi rồi, giờ thì chỉ có thể là đi tiếp thôi, chứ không thể nào rút lui được nữa. Dù sao thì cũng hy sinh bản thân để cho biết đâu giành được một ít gọi là tài sản nào đó để cho con cháu của mình. Bây giờ là hy sinh đời mẹ, củng cố đời con thôi. Riêng với cô Lan hiện tại như vậy, quyết một mực trung thành với ông Lê Tùng Vân, chết cùng chết mà sống cùng sống, biết đâu đó thì lại được một cái thành phần hay cá nhân nào đó cứu qua bên nước ngoài sao, biết đâu lên hương. Cho nên là cô Lan liều mình. Chứ thật ra đó, cô chú anh chị, vào thời điểm hiện tại thì đối với viên cô Lan là nằm trong một trong những cái diện gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì cô Lan ít nhất cũng phải gọi là đồng phạm rồi. Ít nhất là cô Lan là gọi là đồng phạm. Thậm chí là cô Lan này đó, trong thời điểm hiện tại đó, khi mà ông Lê Tùng Vân bị bắt thì cô này lại tổ chức kêu gọi, qua cái hình thức đó chính là những đứa trẻ bên trong Thiền Am vũ trụ. Thậm chí cô này hiện tại là đang là người cầm đầu tổ chức thay thế cho các nhân vật
trước đây là các thu ca. Họ kêu gọi lợi dụng vào hình thức của những đứa trẻ trong khi người ta đang khởi tố trong cái quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản do các cá nhân nơi trong Tỉnh Thất Bồng Lai tại hộ bà Cao Thị Cúc đã dùng những cái hình thức giả chùa giả sư nè, rồi cho đến giả trẻ mồ côi, giả trẻ mồ côi để kêu gọi tiền của Mạnh Thường Quân nhằm chiếm đoạt tài sản tiền của các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Nhưng mà cô Lan ngày hôm nay, cô Lan vẫn còn khẳng định đó là những cái đứa trẻ mồ côi và tiếp tục kêu gọi từ thiện để cho nuôi những cái đứa trẻ mồ côi này. Thì đây là một trong những cái hình thức mà khẳng định rằng bác bỏ những cái thông tin của cơ quan chức năng rồi. Cô Lan đã sai phạm quá rõ ràng, nhưng cô Lan vẫn cố tình, trong khi cái tiền Mạnh Thường Quân họ đổ về đó, nó đâu có nhỏ đâu cô chú anh chị, qua tài khoản của Toán Trần, xong đó quay lại tài khoản của cô Lan. Cô Lan bị chi thu cho bên trong Thiền Am, chi thu trả tiền cho các luật sư, cái số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, thưa quý vị. Hàng chục tỷ đồng là một số tiền không hề nhỏ, là một khối tài sản cực kỳ lớn của một con người, chứ không phải là vấn đề gọi là đơn giản đâu. Cái điều đặc biệt đó chính là cô Lan vẫn luôn miệng khẳng định là những đứa trẻ mồ côi, bên cạnh đó lại thách thức với cái hành động thách thức pháp luật, là cái kiểu như là nếu cứ bắt tôi thì tôi cũng sẽ là kêu oan đến cùng, kiểu như là chống đối đến cùng, cái thái độ gọi là chống đối chứ không phải là một trong những cái thái độ hợp tác. Trước đây thì chúng ta biết cơ quan chức năng cũng đã từng mời và đến nhà cô Lan rất nhiều lần, nhưng mà cái cô này thì cũng gọi là chống đối giống y cái cách mà ông Lê Tùng Vân hoặc là các cá nhân Lê Thiện Hàm bổ trụ, người ta chỉ đến gọi là tống đạt cái kết quả ADN thôi thì họ cũng chống đối đóng cửa cố thủ, rồi lấy xét nghiệm ADN thì họ cũng gọi là chống đối la làng la xóm, kêu gào thảm thiết. Thật ra người ta cũng làm đúng pháp luật, có cái sự chứng kiến của gọi là các cơ quan ban ngành đầy đủ, phóng viên báo chí quay phim chụp hình, người ta đâu có kiểu như mà giống như cái cách mà các luật sư họ xuyên tạc trên mạng xã hội đâu, làm lén lút này cái kia kia nọ, ở công an nào mà lén lút, thưa cô chú anh chị, rõ ràng là như vậy. Cho nên là cái lời tuyên bố cô Lan ngày hôm nay thì đừng có vội, thưa đừng có vội cô Lan ơi, cô cũng sẽ gọi là đến ngày nhập trại thôi, nhưng mà với cái sự bắn loạn của cô Lan đó thì cô Lan không có kiềm được cảm xúc nên đã thốt ra những cái lời này, thì chính những cái lời này sẽ đưa cô Lan đi sớm hơn một tí, cũng như là sẽ gọi là nếu sẽ nặng hơn một tí. Nếu như mà cô Lan 5 năm thì biết đâu nó vì những cái lời nói này thì cô Lan sẽ lên cái mức gọi là 6 năm. Thưa cô chú anh chị, thì đó là một số cái thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay Thanh Nguyên muốn cập nhật gửi đến cho tất cả cô chú anh chị. Không biết rằng quý vị đánh giá như thế nào với những cái lời phát biểu ngông cuồng của cô Lan Lưa Thưa. Cô ta cho rằng là bị người khác xúc phạm nhiều quá, cảm thấy tức tối. Thật ra đó, cô ta lớn tuổi. Thì thưa quý vị, nếu như một người lớn tuổi mà lên trên mạng xã hội mình lịch sự đi, nếu mà muốn người ta lịch sự với mình thì trước tiên mình phải lịch sự với người khác. Cô Lan lên mạng, cô Lan nói rằng là thằng này con nọ, con đỉ, con này con kia. Thì người ta tức tối thì cô ta chửi lại cô Lan thôi. Nhưng mà cô Lan lớn, đúng không? Cô Lan chửi con nít, nó không sao hết chứ. Còn con nít mà khi nó chửi lại cô Lan thì rất là nhục cho cô Lan. Cho nên là mong rằng khi mà mỗi lần cô Lan lên trên mạng xã hội đó thì cũng lịch sự là một tí. Nếu như mà không muốn người ta xúc phạm mình thì trước tiên mình đừng có xúc phạm, mình nên tôn trọng người ta trước. Dù sao thì cũng là một con người với nhau. Thì nếu mà sai đúng thì pháp luật sẽ xử lý. Còn mình xúc phạm cá nhân trên mạng xã hội nhiều quá thì đó là một trong những cái điều mà không tốt, thưa cô chú anh chị. Thì đó là một trong những cái thông tin chiều ngày hôm nay Thanh Quyền muốn cập nhật gửi đến cho tất cả quý vị. Mong rằng cô chú anh chị khi mà xem video thì cho em xin một like, một đăng ký, một chia sẻ giúp kênh có thể phát triển hơn. Còn quý vị khán giả nào có nhu cầu sử dụng những cái mặt hàng để mà ủng hộ em, như là mật ong rừng nguyên chất nè, trà bông tôm được làm từ con tôm đất thiên nhiên nha quý vị. Hai sản phẩm này thì bảo đảm cho quý vị cái phần chất lượng, bởi vì do chính tay người nhà của em làm ra, cho nên là uy tín 100%, thưa quý anh chị. Nếu quý vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì hãy liên hệ qua số điện thoại em đang ghi trên màn hình, mật ong rừng nguyên chất lấy từ rừng tràm U Minh, trà bông tôm được làm từ con tôm đất Cà Mau, thưa quý anh chị. Vâng, xin cảm ơn, như hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị trong những cái thông tin mới tiếp theo liên quan đến những cái vấn đề nóng bỏng của Tỉnh Thất Bồng Lai, những drama trên xã hội mà quý vị khán giả quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè,
với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký là 800 ngàn, một ký là 1,6 triệu nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750 ngàn, 1 lít là 1,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em á, kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.